shopnow.vn, à click quên, giá rẻ, chất lượng uy tín tự động, đền bù 100% đối với tài khoản sai hoặc lỗi, uy tín chất lượng giao dịch hoàn toàn tự động, chỉ có tại shopanhảo.vn. shopanhảo.vn. Ok, xin chào tất cả mọi người. Hôm nay mình sẽ làm clip này về vị tướng Alice nha. À, đi support cho tất cả các bạn cùng xem nha. Hiện tại thì vị tướng Alice này là đây là nói chung là một vị tướng trợ thủ rất là lợi hại và khó chịu. Vị tướng Alice là một cái vị tướng có khả năng lật kèo đáng sợ nhất của Liên Quân Mobile đấy. Để nếu mà các bạn nào không biết thì mình vừa mới nói cho các bạn biết rồi đấy. Ghê lắm nha các bạn. Nếu mà tem mình nó phế phế á, trời ơi gánh tem, loài mồm luôn, thật sự luôn. Mình nói thiệt, không phải nói phết đâu đó nha. Trời ơi, nào, làm sao? Úi giời ơi, trời ơi nó bắn đau quá ta. Trời ơi, lao veo tem bạn khó chịu nha, khó chịu nha. Khó chịu nha, khó chịu nha, khó chịu nha. Như các bạn cũng biết rồi đấy. Thời điểm hiện tại bây giờ thì mình thấy rằng kiếm một cái vị tướng support hay là gọi là trợ thủ nó rất là khó khăn. Tại vì đa số các bạn gọi là chơi game thì toàn gọi là giành lan thôi. Dừng, mid, AD, đồ, top, đồ. Nhưng mà riêng cái vai trò support rất là hiếm. Kiếm một người chơi gọi là đẳng cấp giống như mình như thế này, nó khó lắm các bạn ạ. Bởi vậy, nhưng mà các bạn muốn leo rank á, một cách gọi là nhanh gọn và lẹ, có thể nói là vai trò support là một cái vị trí lý tưởng dành cho những các bạn nào có kỹ năng yếu. Một em vô, các bạn mà có kỹ năng kém đúng không, nhưng mà các bạn lại muốn lên rank cao, ví dụ như là cao thủ à, thì các bạn phải chơi những vị tướng như là support, đặc biệt là những cái vị tướng đỡ đòn mà nó trâu trâu ấy, rất là dễ leo rank luôn. Còn những các bạn nào mà có kỹ năng á thì đi support cũng được, nhưng mà các bạn nên chơi những con kỹ năng ví dụ như Alice chẳng hạn. Đấy, đây này nè, con này này. Trời ơi, bảo bao với các bạn luôn. Chơi rất là dễ lên rank. Nhưng chỉ cần bảo kê AD một cái thôi là vấn đề còn lại thì cứ để đồng đội mình nó lo. Đến tầm cuối trận ấy, cái chiêu của vị tướng Alice chiêu 1, chiêu 2, chiêu 3 này nó hồi chiêu rất là nhanh các bạn ạ. Chơi rất là sướng luôn. Ví dụ như trong trường hợp này mình bụp với chiêu 2 cái này đó, xong có cái chiêu 1 này mình đánh này. Mình đoán này, choáng luôn này, solo luôn. Ui giời, Violet tóc biến kìa. Mình có hồi máu à. Cứ cầm cứu mà bạn. Trời ơi, bạn sợ gì, 2-1. Hai đi tem mình không bật mic ấy các bạn. Tâm ra mình không thể nào mà nói chuyện với bạn ấy được. Trời ơi, pha đấy mà AD là solo với nó là ngon rồi đấy. Mình có hồi máu đây. Các bạn biết vị tướng Lavelle pha đấy là nó nhiều máu hơn Violet tem mình. Tâm ra bạn ấy rất là sung. Bởi vậy tâm ra thì nếu mà mình solo thẳng mặt là Violet với cả mình ăn chắc. Quê lẻo ơi, anh Diêu ơi. Anh Diêu à, sao anh có thể làm thế được nhỉ? Alice đây. Úi giời. Ớn ăn gì đâu luôn á. Thân mà gân ga này, hù người ta quá trời hù luôn. Rồi, chơi rồi. Hai tem la vào hỗn chiến rồi. Ây da, cái thằng rồng khốn nạn, nó cào mình mới ghê chứ. Mình đang tính chạy ra hỗ trợ đồng đội mà đồng đội cho mình nó mạnh quá các bạn ạ. Rồi xong bé ơi. Đi đâu con sâu? Trời ơi, lạc lối lạc đường hả? Tội nghiệp quá ta. Hư nè. Cái gì? Xạo lờ à eo su. Đúng rồi đó, nó xạo lờ quất. Khoan nó đi. Uầy. Úi rồi ôi. Như các bạn có thể thấy rằng tem bên kia đâu có support đâu. Tranh nhau lan hết trơn, giành nhau, AD giành nhau. Nói chung là làm gì thì làm, nhưng mà riêng support này rất là hiếm. Hiếm người gọi là chịu đi. Vì lý do bắt buộc, thường thường là những các bạn thứ đứng thứ tư, thứ năm là đi support. Còn đứng thứ 1, thứ 2 là ít lắm. Rất có rất là ít trường hợp mà những các bạn ấy gọi là những cái bạn ấy tự nguyện đi support đầu. Trời ơi, Violet kìa, hổ báo cáo trồn thế, băng chủ luôn hả? Lên luôn hả? Trời ơi, làm gì mà muốn lên vậy lên? Trời, nó bắn đau quá. Đi về, chờ chút. Trời làm gì vậy? Đi về đi, tục biến rồi. Cái gì đây? Úi dồi ôi. Ây, có chuối. Chuối tây chuối ta, chuối ở đâu ra?
Bấm. Yeah, let's go baby. Let's go baby. Pew pew. Na 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 na. La 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 la. Alice là một cái vị tướng đi support cũng không có khóa khó chơi nha các bạn. Có chiêu nào thì mình cứ bật chiêu đó để xoàng thoải mái thôi. Qua rừng tam bạn hú hí luôn. Hello baby. Hello Jill nha. Úi giời ơi. Úi giời anh Jill này. Úi giời ơi. Úi giời ơi. Mình chạy qua mình cắn phá tam bạn thôi. Để cho đồng đội mình nó ăn bùa thôi. Ủy phá con mắt nó đi của Elsu đi. Trời ơi Nakarot bay vào rồi kìa. Bật chiêu cuối. À quả cầu băng xương à. Làm gì mà chạy được. Làm sao. Úi giời ơi 2 kill luôn kìa các bạn. Đóng băng luôn nè. Trời ơi chất lượng. Trời ơi support phải cứ đo đó. Em mới bật cái thông thạo cái thôi mà em sợ đâu. Lao vèo cho bạn. Dã chiêu cuối hồi mồm em đau thế. Trận này mình chơi lớn luôn nha các bạn. Lên trang bị full phép cho Ali luôn. Dữ không. Đá không. Pha không. Thức không. Vê không. Có thì nói luôn đi. Chơi mình chơi phải chơi. Phải chơi nó gắt. Tại vì tính ra thì trận này thì team mình đang xanh rất là xanh luôn. 10-2 cơ mà đâu có phải dạng vừa. Bục cho cái chiêu cuối này. Úi xời. Úi xời ơi. Thế thì làm sao được. Thế thì làm sao mà chạy được. Trời ơi 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 mạnh dữ. Trời ơi mạnh quá ta. Ghê 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 ghê. Trời ơi Violet làm gì vậy. Wow. Hồi máu nè. Rồi. Choáng nè. Bụp. Chết nè. Ừ chết. Violet chết. Ây da đâu. Ây da. Cái con quái này. Kỳ cục. Sao dám cắn người ta. Các bạn muốn mua nick thì vào shop nick của mình dưới phần mô tả video ấy nha các bạn. Khi mà các bạn muốn mua cái nick nào đó mà ngon ngon để chơi ấy, thì mình khuyên các bạn mua cái mục ạc VIP liên quân ấy. Cái ạc mục có thể chọn được tướng, chọn được ngọc ấy, chọn được trang phục ấy các bạn. Mình khuyên các bạn mua cái mục đấy. Tại vì dễ. Dễ. Mục đấy thì là trắng thông tin 100%. Các bạn chỉ cần mua về thêm số điện thoại và đổi mật khẩu là ok. Chơi gọi là vĩnh viễn luôn. Còn nếu các bạn nào mà có ít tiền thì các bạn có thể thử vận may xem số của mình có đen hay là nó đỏ nha các bạn. Thử vận may 10k, 20k, 50k, 100k. Đó, mua càng nhiều tiền thì cái điểm kiểu giống như là khi mà các bạn mua cái mục ví dụ 100k may mắn ấy thì các bạn có thể nhận được một cái nick trắng thông tin 100% này. Và đặc biệt là trên 20 tướng nữa. Nếu dưới 20 tướng thì mình sẽ bù đi khác. Ui dồi ôi. Ui dồi ôi. Trời ơi là trời. Đông quá trời đông luôn. Xong rồi. Xong rồi. Xong rồi. Xong rồi. Xong rồi. Bum. Bum. Bảo kê cho Violet thôi các bạn. Violet bắn thoải mái. Đi chơi cùng Alice thì cứ bảo kê cho Alex Violet thôi. Ui. Trời sao đông dữ vậy? What the fuck đông dữ vậy? Đông thế. Mấy bạn làm gì mà đông thế? Lên luôn, chơi luôn. Quốc nó, hay quá, Violet tuyệt vời bạn, không mời trời bạn ơi. Trời mình đang tính băng chủ mà cũng cùng cái kết. Sao bạn lại chết sớm thế? Úi giời ơi. Pum 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 pum. Láo nháo này. Úi giời ơi, gấu ơi là gấu. Gấu làm cái trò gì vậy gấu? Gấu hư này. Gấu hư quá. Gấu hư quá. Gấu hư quá. Quýt luôn. Quýt luôn. Quýt luôn. Ừ. Hay. Tuyệt vời Violet. Yeah. Một like đập tay cái nào. Đập tay. Đập tay. Giờ mày đập tay không đâu đập mặt bây giờ. Không đập thì thôi. Làm gì ghê vậy. Mình sẽ lên cho nó cái sách nha các bạn. Mở gân ga mà. Hồi máu ghê lắm mà đúng không. Lên sách cho hết hồi máu luôn. Ui ơi. Uầy 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 uầy. Cái thanh niên gấu béo này ham hố và cái kết xuống hố nha. Làm gì mà hố ham vậy. Hố ham này. Violet em mình xí này chết rồi đó. Cũng may một người chơi support đẳng cấp tầm cỡ quốc tế như mình. Mình mới pha để mình mới cứu được vị tướng Violet đấy chứ. Chứ không sao cứu được. Xuất sắc quá mà. Trận này là hên là tem mình nó xanh đấy. Trận này mà team mình nó phế thử xem. Mình sẽ gánh team cho các bạn xem. Bao VIP luôn. Bao khó chịu luôn. Bao sướng luôn.
Nhưng mà trận này tiếc quá, đồng đội mình nó xanh, không lẽ mình mà vào team bên kia, ví dụ như team mình giết được 5 mà chết 16 này. Ui giời ơi, tự tin tỏa sáng. Nhưng mà không, phải có AD đánh hay hay kìa, support mới có thể gọi là tỏa sáng được. Gặp AD mà ngáo ngáo ngơ ngơ thì cũng hơi căng ấy. Mình cũng gặp rất là nhiều trường hợp mình đi support hay ơi là hay nhưng mà gặp AD nó cứ ngơ ngơ ngáo ngáo ấy. Chơi rất là ức chế và khó chịu. Trời ơi, team mình đang càn lên một đống luôn kìa. Thôi lỡ rồi mình quốc mấy con lính này xong rồi mình đánh nhau sau ha. Rồi đây rồi, đi đây. Đây nào, lên luôn anh em ơi. Của AD chết sớm đấy. AD team mình chơi rất là sung. AD team mình chơi đánh hổ báo lắm các bạn ạ. Hết máu nhưng mà rất là sung luôn. Đập chủ đi anh em, đập chủ đi, đập chủ, đập chủ, đập chủ. Mày hả bưởi? Mày hả bưởi? Mày sao sao hả bưởi? Uầy! Trời ơi, cái cấp cứu của tôi không kịp xài luôn á anh em. Không xài được, bị choáng. Bị gấu béo làm choáng đâu có chạy được đâu, đâu có xài được. Chán nhở? Chán thiệt luôn á. Rồi ok. Giờ mình sẽ lên cho nó một cái món trang bị hơi bị chất luôn, đó chính là triệu bùng nổ. Alice mình lên triệu bùng nổ full phép luôn. Mình đã bảo là mình trận này mình lên full phép mà. Khó chịu lắm nha. Các bạn đừng có nghĩ rằng Alice lên full phép là phế vật đâu. Không có đâu. Để mình thể hiện cho các bạn xem. Khi mà các bạn lên trang bị như của mình ấy thì nó khó chịu bởi chiêu cuối với chiêu 1. Chiêu 2 thì nó chạy, tăng tốc độ chạy mà. Choáng thì nói chung là tùy theo những ai mà chơi Alice hay thôi. Quăng chiêu thì định hướng chiêu tốt là ok. Chiêu 1 có 5 giây. 5 giây là hồi chiêu à. Bắn này, bắn này, bắn này. Ôi trời ơi. Tội nghiệp quá đi thôi. Thanh niên eo su ngắm như đúng rồi. Như đúng rồi. Mình lừa cho phát mình quay ngược lại một cái bắn cái bùm. Trời ơi ngáo ngơ. Ô đù bắn ghê vậy. Ôi ơi 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 gấu béo. Ây, trời ơi thanh niên gấu béo. Làm sao ôi trời ơi gấu béo này. Chỗ là phang tôi luôn kìm ghê chứ. Giết nó má nè. Quất nó. Ây trời ơi. Ây trời ơi. Ây trời ơi. Kinh quá nhờ. Lao lên như đúng rồi chứ. Em là em gạ anh thôi. Anh thấy người ta còn chưa mới anh từng gian ơi trời ơi. Không có đâu. Ăn được của tớ khó lắm. Đi lẹ hả? Anh em đi tập trung đi. Trời ơi đi tập trung mình bảo kê cho. Nói chung là mình cứ bảo kê Violet được là ok. Vấn đề còn lại cứ để cho đồng đội mình nó lo hết. Các bạn có ai thích chơi Alice không? Mình thì mình thích chơi vì tướng này cũng nói chung là không phải là quá sức nhưng mà mình cũng thấy vị tướng này dễ chơi, mạnh, lật kèo tốt. Có bạn nào thích chơi Alice không ạ? Có thì comment cho mình biết với ạ. Mình thấy rất là nhiều bạn xem trên kênh YouTube của mình, mấy bạn ấy đi support rất là tốt luôn. Tại vì mình có live stream ấy, thì nhiều bạn vào support thôi luôn ấy. Chơi mấy con support gọi là chất lượng. Quá tuyệt vời. Bảo kê cho đồng đội mình nó ăn cái bon bùa con tà thần coi. Đó, đứng đây mình bảo kê nha. Thấy ai một cái là gấu béo này. Gấu béo này. Mình đứng đây mình cản đường thôi. Rồi có đi di lao lên như đúng rồi luôn kìa. Trời ơi, nó quất cho không còn răng mắn cháo luôn. Nó quên cho. Răng môi lăn lộn nó trộn lấy nhau luôn đấy chứ. Ai bảo cái tội ham hố. Trời ơi, đuổi theo như đùng như đúng rồi. Mình ăn xong bùa mình phải can lên, mình can cả tem. Ê Violet ra đây, đừng có sợ. Thanh niên Zeal này làm gì đủ cửa. Lại thêm thanh niên gấu béo tới nằm ạ. Này thì lì này, choáng vào mặt này. Úi dồi na kìa, trời ơi. Na băng chủ luôn anh em ơi. Na băng chủ luôn ghê quá đi. Gì đáng sợ quá trời luôn. Quất cái chủ win luôn anh em ơi. Win luôn. Này thì eo su với chúng tôi này. Ừ, đứng mà ngắm nhá. Mình thắng đây. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi clip của mình. Đừng quên cho mình một like, một đăng ký kênh và một lượt comment để ủng hộ giúp mình với nha. Hẹn gặp lại tất cả các bạn vào clip sau.